Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh máy nông nghiệp Lê Quân anh em ơi. Tiếp tục chuyên mục cập nhật kho máy bên cửa hàng hôm nay. Nay lên cho anh em một cái mẫu rất là nhiều anh em hỏi luôn nha, 4708, mà bản này là bản SB. Và con này là con đời cuối luôn nha anh em ơi, một trong những con của cái mẫu, cái lô sản xuất cuối cùng của cái dòng này luôn nha. Anh em nào đang quan tâm cái 47 thì liên hệ em nha. Thì anh em rất là thích dòng này, đó, tài chính nó rất là dễ tiếp cận ha. Đó, thì anh em nào kiếm 4708 Thái Lan, xe đẹp thì ở đây đây xem hết video này nha. Đảm bảo với anh em con này rất là ken luôn nha anh em ơi. Nhớ follow cửa hàng nha anh em ơi. Quay trở lại với các em ngày hôm nay, 4708 SB. À, con này thì quá nét luôn nha anh em ơi. À, mình đã giới thiệu rồi là con này đời cao nha, 2015 2016, một trong những con đời cuối của cái bản 4708 sản xuất luôn. Combo về thì con này mình sẽ có 3 món đi kèm. Một dàn ủi đầu mã FD 185 có cái khung mặt nạ ở trước nè ha. Một dàn cài DH246, một dàn sới Calix 182. Đó, thì anh em nào mà thích đủ bộ, muốn lấy đủ bộ thì cứ liên hệ mình ha, giao đủ bộ cho anh em luôn. Còn nếu anh em muốn riêng máy thì chốt riêng máy nha, đơn giản dễ xử lý luôn ha. Con này ngoại hình tương đối đẹp nha anh em, sân si là còn nguyên nha. Mấy cái này do vận chuyển về nó bị móp chạy chút nè, xong xuôi mình dỗ ra mình sơn lại cho anh em hoàn toàn miễn phí nha. Ở phía trên này thì do 5 tháng để dầu, nói chung thì con 47 mà còn được về rất là đẹp nha. Anh em cứ tính đời 2015 cho đến hiện tại 2024, 9 năm nói chung chất sen còn vậy là rất là hiếm. Những con 47 mà anh em săn được giống vậy là rất là ít nha anh em, tại vì 47 bây giờ số lượng máy còn rất là ít nha, chứ không phải nó được đại trà như 2018. Thì cái dòng 50 nó sản xuất liên tục, còn thằng này nó không còn sản xuất nữa, cho nên anh em chỉ có nước là dùng máy cũ, máy bãi đã qua sử dụng thôi nha. Riêng cái dòng 47 này nó đại không có sản xuất cho thị trường Việt Nam nữa nha, nó chỉ sản xuất cho thị trường Thái Lan thôi, cho nên chất xe con này còn rất là bán nha anh em. Vỏ đầu gai còn tương đối ok nha, 88 gai cũng còn được nha anh em. Vỏ có ủi đầu thì gai giống vậy là còn ok nha. Trong số ví dụ như anh em nào mà muốn lên vỏ mới hay là đổi vỏ gì đó thì cái đó anh em có liên hệ trực tiếp bên mình hợp đồng nha ha. Do đây giao đổi giữa anh em mình thôi, ok thì mình đổi cho anh em thôi ha. Về phần vỏ đầu, vỏ sau thì nó đi vỏ gai cao sẵn rồi nha, vỏ sau thì gai cao sẵn rồi. Nói chung thì đối với những cái con máy cũ á thì mình sẵn đây mình nói cho anh em luôn, đối với con máy cũ, ví dụ như anh em mua máy, anh em xem máy, anh em hợp đồng, ví dụ như anh em muốn đổi vỏ máy cũ với nhau thì mình có thể đổi được. Còn nếu mà anh em đổi vỏ mới thì đương nhiên thì mỗi người một chút ha, người bù qua người đắp lại thì để có được cái mức giá tốt hơn. Rồi về máy móc con này thì động cơ zin, bơm thủy lực zin, ampere con chưa cắt, hai khúc số nguyên zin, nói chung xe rất là nét nha anh em ơi. Đó, quá ok ha. Bây giờ mình sẽ đi từng chi tiết nè. Bây giờ vô cái động cơ trước, dở lên thì nó vẫn xài ti nha anh em, dở xài ti nha. Đây, đời này là đời cuối nên là đời co bét dài nha anh em, động cơ là nguyên zin ha. À, mấy anh định vị đều còn đầy đủ hết nè. Đây cận cảnh anh coi lớp bê nước là chưa ra nha, mặt nước trước bơm trộn chưa mở luôn, cánh quạt gió anh gin còn cỡ này nè anh em, cứng nhắc luôn nha. Đó, xe rất là đẹp nha anh em ơi, xe rất đẹp nha. Đây ha, nguyên bản nguyên xi, nắp quy nắp chưa mở chưa giật nha. Đó, bơm thủy lực hai ốc, ốc trước ốc sau đều nguyên gin hết, bơm gin nha anh em, bơm gin chậm chậm nha. Ốc này ốc chỗ gon này chưa mở luôn nè. Thường thường thì nếu anh em xài lâu xài nóng thì nó bắt buộc nó phải chai cái gon này, thì đôi khi anh em mở ra để anh em thay cái sim này, nhưng mà hiện tại là chưa luôn nè ha, rất là ok nha. Anh em nhìn mấy cái ống nhớt nè, mấy cái ống nhớt là mấy con ốc thắng nè, ốc thắng là chưa mở luôn nha. Ampere con là chưa ra nha anh em, Ampere con là chưa ra nha. Bao anh em chích thở thoải mái, sơn si của mấy cần thắng này là nguyên zin nha. Đó, có cho lõm đỏm mấy chỗ xét xét nè, em để nguyên luôn ha, đang để tổng quát cho anh em coi nè. Đây cái bàn này rất là đẹp nha, mấy cái cần ga nó đang lên cái màu rất là đẹp nha anh em. Đó, cái màu nó chuyển ra ngã ngã màu vàng vàng rất là đẹp nha. Đây anh em thấy không? Đây rất là đẹp nha. Đó, cần thắng cũng vậy nè ha. Đó, cũng chuẩn luôn ha. Quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi. Rồi, đây là cái là cái lọc phụ dưới nè anh em. Cái phân phối phụ dưới nè ha. Quá là ok luôn nha. Mấy cái ống nhớt rất đẹp nha. Tem nhãn mát còn nguyên nè anh em. Số zin chưa cắt nha. Số nguyên zin chưa cắt nha. Đó, hai khúc luôn, khúc này và khúc này là còn nguyên zin hết nha. Ghế thì em có lập da lại rồi. Ghế em có lập da cho anh em rồi ha. Lâu ngày thì ghế nó hơi chạy chút. Đó, nguyên bản nguyên zin, nói chung xe quá đẹp. Con này thì theo mình đánh giá thì con này rất là nét nha. Đó, một trong những con về rất là đẹp luôn. Thì anh em nào có nhu cầu quan tâm kiếm 47 đẹp thì con này rất là hợp lý nha. Tại những con 47 thì nói chung là hiếm hàng lắm nha anh em, hiếm hàng nha, tại vì nó không còn sản xuất nữa, với lại 9-10 năm rồi kiếm được một con giống vậy là nói chung là theo đánh giá của mình rất là đẹp nha. Đó, thì hiện tại con này thì trên 200, nếu tính riêng cái đầu máy 4 bánh không phụ kiện là trên 200. Đó, thì anh em nào mà
quan tâm thì liên hệ, nếu mà con này đủ đồ luôn sẽ có cày phay ủi, nếu mà cày phay ủi anh em lấy đồ hãng hết luôn nha. Anh em phải phân biệt được hãng và thường nha. Hãng là đồ zin theo xe bên Thái về luôn, thì là cả cày cả phay cả ủi thì nó sẽ gần 300 nha. Còn riêng cái đầu máy thì nó chỉ trên 200 xúc thôi đó. Thì anh em muốn biết chi tiết thì liên hệ mình. Anh em nhìn cái bình này, anh em bình nước phụ nè, bình gì đâu còn cái này nữa. Đa số mấy con này chạy khô thôi, nếu mà chạy hoàng là mấy chỗ này đốt hoàng hết nha. Đó, anh em nhìn cái boe này quá đẹp luôn, cái mâm đầu nó cũng đẹp nữa nha, mâm đầu nó không có xét luôn, nó chạy do cây cối rồi thôi anh em, chứ không có xét luôn nha. Đó, quá là ok ha. Đó thì anh em không thích lấy ủi thì mình tháo ủi ra, bắt lại mỏ tạ đồ chạy cho anh em ha. Anh em nhìn cái bô nè, bô này đen tự nhiên nha, cam kết với anh em là không sơn dặm tút nha, kích nước zin luôn nè. Anh em nhìn mấy con ốc mà của cái cổ bô lửa nè anh em, anh em thấy cỡ này nè, ốc nó còn xiên trắng trắng nó luôn lên màu rất là đẹp nha, màu zin theo tự nhiên nha. Đề zin Denso keo kỹ đề zin nè, anh em nào biết rồi đó, đề đã dùng keo chịu nhiệt là keo trắng nha ha. Anh bây giờ con chưa cắt nè anh em, mấy cái routine của cần tiến lùi nè anh em thấy không. Nói chung thì tổng quát xe rất là đẹp nha. Cái cần thắng bây giờ nó ngã màu này rất là đẹp nha ha. Bình thường nếu cần thắng mới chăm chăm thì nó sẽ màu trắng luôn, còn này anh em thấy nó ngã màu vàng nè, quá là ok ha. Anh em nhìn mấy cái cần thắng mà nó còn kích cái này nè anh em, đâu có đạp nhiều đâu ha. Rồi số là nguyên zin nha, đây khúc số nè, hơi tối xíu anh em xem thông cảm nha. Số là nguyên zin thì cái này em sẽ bao anh em đến tới thợ thợ máy. Hai khúc này zin và khúc sau cũng là nguyên zin luôn nha anh em. Hai khúc nào cũng zin hết nha. Đó, thì anh em nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho mình, đảm bảo với anh em là giá rất là tốt nha. Dòng 47 bây giờ anh em kiếm những con mà xe tầm này nói chung là rất là hiếm nha. Rồi thì anh em nào quan tâm muốn quan tâm thì liên hệ trực tiếp bên mình ha, số điện thoại thì để cho mình đó, địa chỉ mình cũng để luôn. Anh em quan tâm muốn xem thì đến xem. Rồi cho anh em coi cái động cơ nha. Con này thì anh em thấy không? Đồng hồ hiển thị có 1000 giờ anh em. Tua họ lên đầy đủ luôn anh em thấy không? Đó. Qua lần anh em quay nhẹ lại đi ha, xem cho mình có đẹp thói nè anh em. Trong xe còn rất là ok nha. Đó, anh em nào thích quan tâm thì liên hệ mình nha. Ví dụ như anh em không thích ủi thì bỏ ủi lại nha. Xong thôi thì mình kiểm tra thay mấy cái lọc này cho anh em hết nha, hai lọc đàng hoàng hết cho anh em nè nha. Xe này anh em nhìn động cơ nè, cực kỳ bén luôn, bao hơi nước test thoải mái nha. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ. Xong xuôi thì mấy cái chỗ nào chày phên này như cái này nè, nè cái chỗ này nè thì em sẽ dặm tốt lại hoàn toàn miễn phí cho anh em nha. Tại do cái này là do vận chuyển về nó bị chày nè anh em nha. Đó, sơn phết hoàn toàn miễn phí, kiểm xong rồi mình kiểm tra cầu trước cái luôn. Thì thường những dòng mà có ủi này xong xuôi em sẽ kiểm tra cầu trước cho anh em, nếu mà anh em có nhu cầu ha, kiểm tra hoàn toàn miễn phí rồi giao vận chuyển về tới nhà. Thì đương nhiên máy cũ thì cái quy trình bảo dưỡng là mình sẽ kiểm tra cái nào hư hỏng tại xưởng, mà cái nào hư hỏng xì thì em sẽ thay cho anh em. Còn ví dụ như cái nào nguyên zin thì em sẽ để cho anh em về, còn về anh em xài có vấn đề thì anh em cứ alo cho mình. Đối với những con máy cũ thì nó chỉ bị cái vấn đề duy nhất á là liên quan tới phết thôi. Nhiều chiếc ở cửa hàng nó không xì nhưng mà về chạy thì nó xì, thì cái đó đương nhiên thì anh em có liên hệ mình sẽ hỗ trợ gửi phết cho anh em nha, hoàn toàn miễn phí ha. Đó, trong những cái ngày đầu tiên ví dụ như tầm 10 mấy ngày, hoặc là trong những cái lúc mà anh em mới vừa xuống đồng mà anh em lỡ nhưng chẳng may mình xui gũi á, mình không có nói trước được, nếu mà nó có xì á thì anh em có liên hệ mình, phết thì đơn giản nha. Đó, còn máy móc thì anh em đến trực tiếp cửa hàng test tốt thoải mái bao với anh em ha. Con này là nguyên zin, máy số zin, động cơ zin chưa trẻ, bơm zin Amaya zin chưa cắt đó. Con này xe rất là đẹp nha. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho mình nha, số điện thoại hay số trên màn hình, địa chỉ cửa hàng có sẵn, anh em muốn xem thì đến xem. Còn anh em nào thật sự tin tưởng muốn mua online cứ kết nối với mình nha. Con này số rất là im nha anh em ơi. Rồi ok, cảm ơn, hẹn anh em video sau nha. Anh em nào chưa follow nhớ follow cửa hàng nha. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe nha, bye bye.